quay lại anh xem Tottenham đá cùng mình các bạn ơi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn khi buổi sáng mình vẫn phải ra sân quay video review những mẫu giày tốc độ nhà Adidas đang được khuyến mãi. Các bạn đã xem video chưa và chọn được đôi giày nào ưng ý chưa? Tối nay mình bay rồi mà sáng nay mình vẫn ra sân để quay review so sánh cho các bạn nè. Xong việc, mình tranh thủ về thu xếp hành lý cho hành trình quay trở lại UK xem ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ mình được mời xem lần này đó chính là Tottenham. Chính vì vậy, trong vali của mình chắc chắn phải có áo của đội bóng chủ nhà để cổ vũ. Lần này quay lại có thể tham dự những trận đấu phổi bên UK nên mình mang theo đôi giày NMS Warrior, một sản phẩm mới bên mình mới cho ra mắt. Tuy là giày giá rẻ, chỉ có 320k thôi nhưng cũng rất là ôm chân, mang đi bào thời tiết nắng mưa là không sợ. Chuyến bay lần này của mình được trải nghiệm một máy bay siêu to 2 tầng của hãng Emirates. Mọi thứ trong máy bay có thể nói là cực kỳ chỉnh chu và sạch sẽ. Ổn định chỗ ngồi, xem những bộ phim với đầy đủ thể loại trên một màn hình cảm ứng mượt mà. Thưởng thức những bữa ăn mà mình có thể nói vui là ăn ngập mồm. Chưa kịp đói họ đã lại phục vụ thêm một bữa mới rồi. Mình không bay thẳng mà phải quá cảnh 4 tiếng tại sân bay Dubai. Tại đây mình lại tiếp tục được trải nghiệm khám phá sân bay rộng lớn này. Trong lúc đi tham quan thì mình cũng đã tìm mua được áo Anas có in tên của Ronaldo, phiên bản áo mà không được Adidas mở bán tại Việt Nam. Vé của mình lại còn được ăn uống nghỉ ngơi miễn phí tại Mahaba Lounge. Vào đây bạn có thể thoải mái ăn uống no nê thỏa thích, không phải mất thêm chi phí nào bởi vì tất cả mọi thứ đã bao gồm trong giá vé máy bay khi mua ban đầu. Và đây là những món mình có thể chọn cho bữa sáng của mình: trứng nghiền, tiếp theo là xúc xích, bánh khoai tây nướng, phần sốt đậu hầm, cà chua nướng và pancake, mình hay gọi vui là món bánh Doraemon. Bên cạnh đó còn có rất nhiều rau củ, các loại salad, các loại bánh, thức uống. Quầy bar luôn sẵn sàng phục vụ cho bất kỳ order nào của bạn. Nghỉ ngơi ăn uống xong rồi, bây giờ tiếp tục lên đường các bạn. Lúc này là 8 giờ sáng giờ Dubai. Mặt trời với ánh nắng chói chang giúp cho mình có thể nhìn rõ hơn cái máy bay Airbus A380 2 tầng siêu to và siêu xịn sò. Các bạn có biết hai bạn tiếp viên này đang làm gì không? Hai bạn đang đi lấy máy chụp ảnh in liền, chụp những bức ảnh thật dễ thương cho các bạn nhỏ và tặng các món quà. Một dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời của hãng hàng không Emirates. Bây giờ thì tiếp tục đắp chăn, thưởng thức các bữa ăn, xem một vài bộ phim và chờ hạ cánh các bạn ơi. Như vậy là sau một chuyến đi dài nhưng cũng rất là thuận lợi, mình đã quay trở lại nước Anh và thời tiết lúc này cũng rất là nắng đẹp. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.